Xin tiếp tục với một thông tin sau. Thưa quý vị, đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp dọc sông Tô Lịch và vỉa hè quanh công viên Hòa Bình đang nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng trong những ngày này. Và với đề xuất này thì nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ dần thay đổi thói quen sử dụng xe máy và ô tô cá nhân của người dân tại Hà Nội. các chuyên gia ủng hộ định hướng này, nhất là khi gần đây tham quan tham gia mạng lưới giao thông của Hà Nội có sự trở lại của xe đạp. Một bộ phận người dân coi xe đạp là phương tiện tập luyện thể lực, một số ít thì cũng chuyển sang sử dụng làm phương tiện đi học, đi làm thay cho xe máy ô tô. Đây là cách vừa luyện tập thể lực cũng như thể hiện thái độ thân thiện đối với môi trường và không xả thải. Hai tuyến đường mà Sở Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm không phải chỉ là những đoạn lấy một phần đường mà xe ô tô, xe máy đang lưu thông để dành riêng cho xe đạp. Và trước đó hai tuyến này chủ yếu cho người đi bộ. Bây giờ Hà Nội dùng một phần để làm đường dành riêng cho xe đạp. Với thủ đô Hà Nội từ việc đề xuất triển khai hai tuyến đường dành riêng cho xe đạp, nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ thúc đẩy thay đổi thói quen di chuyển của người dân, sử dụng xe đạp thay thế cho xe máy hay là ô tô cá nhân vâng và đây cũng là điều kiện thuận lợi để những người thích đạp xe có thể rèn luyện thể dục có làn đường dành riêng cho mình và giảm bớt việc phải đi vào những con đường cấm gây nguy hiểm cho bản thân và những phương tiện khác khi mà tham gia giao thông